Kính chào quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em đang theo dõi kênh YouTube lời yêu thương của Tu đoàn tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa miền Hải ngoại. Hôm nay, Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên năm C. Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhìn có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiếm đá đẹp và những đồ dân cúng. Đức giê bảo, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người, thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức giê đáp, anh em hãy coi chừng kẻ bị lừa gạt vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi vì những việc đó phải xảy ra trước nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được anh em sẽ bị chính cha mẹ anh chị em bà con và bạn hữu bắt nộp họ sẽ giết một số người trong anh em vì danh thầy. Anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Kính thưa quý cụ, quý bà và toàn thể anh chị em trong Chúa Kitô khi nhắc đến đền thờ. Người Công giáo thường nghĩ đến đền thờ Thánh Phêrô bên Roma, nơi có Đức Giáo Hoàng sống và làm việc cho giáo hội. Đây là đền thờ lớn nhất thế giới của giáo hội Công giáo, được xây dựng năm 320 bởi Hoàng đế Constantine Và đến thế kỷ thứ 15, Đức Giáo Hoàng Nicholas thứ năm thiết kế lại đền thờ này và mở lớn rộng như ta thấy ngày nay. Ở bên Canada, có đền thờ Thánh Giuse được xây kết tại thành phố Montreal, là đền thờ kính Thánh Giuse lớn nhất thế giới, được xây dựng năm 1917 và hàng năm có khoảng 2 triệu khách hành hương thăm viếng. Năm 2005, chính phủ Canada đã đưa đền Thánh Giuse Montreal vào di tích Dành làm thắng cảnh lịch sử quốc gia Tại Hoa Kỳ Cô vương cung Thánh Đường Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Được xây dựng từ năm 1920 Tại Washington DC Là nhà thờ lớn thứ 10 trên thế giới Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Là quan thầy của Hoa Kỳ Tại Việt Nam chúng ta Có bốn vương cung Thánh Đường lớn thuộc bốn tỉnh. Ở Hà Nam có nhà thờ Sở Kiện được xây cất năm 1877. Ở Nam Định có nhà thờ Phú Nhai được xây cất năm 1866. Ở Quảng Trị có nhà thờ La Vang được xây cất năm 1886. Và tại Sài Gòn có nhà thờ Đức Bà được xây cất năm 1877. Như vậy từ năm 1866 đến năm 1886 đã có bốn vương cung thánh đường được xây cất tại Việt Nam. Trước khi thì quý bà và anh chị em chúng ta cùng tìm hiểu một chút lịch sử về đền thờ Jerusalem. Khoảng 1000 năm trước công nguyên, vua David là vua của dân Israel. Sau khi thắng trận nhiều lần vì được Thiên Chúa bao bọc trợ che, Lúc về già, vua David ao ước xây một ngôi đền để thờ phượng Thiên Chúa. Và trong sách Sử Biên quyển thứ nhất, ở chương 22, viết rằng Vua David nói, ngôi nhà sắp xây kính Đức Chúa phải được cả thiên hạ coi là thật nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. Nào ta hãy chuẩn bị mọi thứ để xây cất. Thế là vua David chuẩn bị hết sức chú đáo trước khi qua đời. Vua gọi Thái tử Salomon đến và truyền dạy phải xây một ngôi nhà kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Sau khi vua David qua đời, vào khoảng năm 967 trước công nguyên, hoàng tử Salomon, con trai vua David nối nghiệp cha, bắt đầu xây cất đền thờ và dùng toàn vàng bạc đá quý gỗ quý và những đồ quý giá khác để xây dựng một đền thờ cho Thiên Chúa ngự đúng như vua cha David đã ao ước. Đó là ngôi đền thật nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. Đây là đền thờ Jerusalem đầu tiên được xây cất và sau 7 năm đã hoàn tất. Vua Solomon cung hiến đền thờ cùng với một lễ vật quý giá và huy hoàng lộng lẫy. Đến năm 587 trước công nguyên, vua Babylon là Nebuchadnezzar bao vây và phá hủy hoàn toàn đền thờ do Solomon xây từ 4 thế kỷ trước. Sau thời gian lưu lạc trở về, dân Do Thái đã lo tái thiết đền thờ và đây là đèn Jerusalem thứ hai sau đền thờ vua Salomon xây cất. Đến khoảng 20 năm trước công nguyên, Herod đại đế, vua trị vì Jerusalem và Judea bắt đầu công trình xây đền thờ mới. Đền thờ vĩ đại này đã được nói đến nhiều lần trong tin mừng, cắt riêng trong tin mừng Gioan cho biết thêm chi tiết là đền thờ này được xây trong vòng 46 năm. Đây là đền thờ thứ ba. Đối với người Do Thái, đền thờ Jerusalem là nơi thánh thiêng nhất và có khu vực cực thánh là nơi Chúa ngự. Không ai được vào ngoại trừ vị thượng tế của năm đó được vào một năm một lần để tế lễ cầu nguyện trong ngày lễ xá tội cho dân. Đến năm 67, đền thờ này cũng được hoàn thành. Nhưng vì lòng hận thù lâu đời đối với người La Mã, dân Do Thái đã nổi loạn và bị quân La Mã đánh phá tan tành. Đến năm 70, quân đội La Mã bao vây Jerusalem, một lần nữa đánh phá và đốt luôn đền thờ và người La Mã đã phá hủy mọi vết tích của đền thờ, đúng như lời Chúa Giêsu tiên đoán là không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Thưa quý bà và anh chị em, trong những thế kỷ gần đây, có những kỳ quan tưởng chừng như không thể bị phá hủy thì chỉ trong chốc lát đã tan tành. Như tại bên Mỹ, có hai tòa nhà thương mại được xây cất từ năm 1973. Thật là kiên cố, vững mạnh, ngạo nghễ, cao vút trên không. Và đã từng được hãnh diện là sẽ không thể bị phá đổ. Ấy vậy mà chỉ hai chiếc máy bay đâm vào đã làm cho cả hai tòa nhà vĩ đại này bị đổ nát tan tành vào năm 2001. Hay như chiếc tàu Titanic được khởi công năm 1909, đã hoàn thành sau 3 năm và đưa vào hoạt động năm 1912. Đây là con tàu rộng lớn hiện đại, lộng lẫy sang trọng nhất lúc đó. Tàu Titanic mang theo một tham vọng, đó là thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, trong chuyến vượt đại Tây Dương đầu tiên này cũng là chuyến cuối cùng của nó vào tháng 4 năm 1912. Tàu Titanic đã chìm trong đại dương do đâm vào một tảng băng trôi. Thưa quý bà và anh chị em, điều mà con người tưởng chừng là bền vững mãi mãi ở trần gian này lại bị tan lụi chỉ trong chốc lát. ngôn từ và hình ảnh trong bài đọc hôm nay. Chắc nhớ ta về hình ảnh của thời cánh chung, ngày mà không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, ngày tận thế. Đối với người Do Thái, cũng như nhiều người thời nay, tận thế luôn là một đề tài nóng bỏng, thích nghe ngóng, thích bàn tán. Dù là chúng ta chẳng biết gì. Chúa Giêsu đã đề cập tới chủ đề này với những người Do Thái khi họ trầm trồ khen ngợi và hãn diện về vẻ đẹp nguy nga ngôi đền thờ của họ đền Jerusalem. Chúa Giêsu lại đề cập tới sự tàn phá ngôi đền này bình địa chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu nhắc tới ngày tận thế. Ngày mà con người phải đối diện với những gì mình đã lựa chọn và quyết định cho niềm tin của mình trong quá khứ. Cũng vì lý do này mà giáo hội đã dùng đoạn tin mừng hôm nay là một trong những bài đọc kết thúc cho năm phụng vụ. Giáo hội muốn chúng ta suy nghĩ về ngày tận thế, ít nhất là ngày tận cùng của mỗi cá nhân. Trong khi thế giới vẫn vận chuyển và thay đổi như điên cuồng, làm cho con người trở nên mất khả năng nhận ra đường ngay nẻo chính mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải sống. Nhưng ngược lại, ta chỉ bám vào của cái vật chất và tham vọng Trong qua đời này mà quên đi sự sống đời sau. Thì quả thật là đáng ghê sợ. Ngày tận thế, từ quý ông bà và anh chị em chung cho toàn thể vũ trụ hay riêng cho từng cá nhân trong giờ chết luôn là thời điểm mà khi niềm tin và niềm cậy trông có thể bị thử thách như thời covid trong những năm vừa qua và nhân loại tưởng chừng sẽ vơi đi rất nhiều con người thật mỏng manh vì thế giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta thường xuyên hơn phải tự vấn lương tâm để đón nhận ân sủng của chúa trong giây phút hiện tại và để chuẩn bị cho ngày sau hết. Vì thế để sống tốt cho đời này và cho đời sống vĩnh hằng của mỗi cá nhân, chúng ta nên xét về đời sống thường nhật với điều răn mới của Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ trước khi Ngài về trời. Đó là các con hãy yêu thương nhau. Dựa vào điều răn này để xét về tư tưởng lời nói và việc làm của ta trong từng giây phút hiện tại. Trước hết, ta xem xét về tư tưởng của mình, thưa quý ông bà và anh chị em. Đó là ta có làm chủ được tư tưởng và suy nghĩ của ta không? Ta đã xét đoán người khác như thế nào? Hay ta cứ bà đâu xét đó, bà đâu đoán đó? Và nếu tâm trí ta có tình yêu, nghĩa là ta để cho Chúa hướng dẫn tư tưởng của ta, ta sẽ chọn điều tốt nhất cho chính ta và cho những người xung quanh. Và điều đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Còn nếu không, ta sẽ thấy hậu quả của tư tưởng xấu. Đó là sự mất bình an do tội lỗi trong tư tưởng ta gây ra. Điều kế tiếp đó là ta xét về lời nói, cái ngôn từ của ta khi ta dùng hàng ngày đối thoại với nhau. Ta nói chuyện có bác ái hay không? Hay lại dính vào tội đi nói hành, nói xấu người khác? Các thánh nhắc nhớ chúng ta rằng hãy ý thức trong từng lời nói của mình vì nói nhiều sẽ dễ mắc lỗi và để tránh được lỗi lầm trong lời nói của ta, ta hãy thận trọng cân nhắc để khi nói ra rồi ta không hối tiếc. nếu không thì ngàn lần xin lỗi của ta cũng chẳng thể lấy lại danh dự cho người khác được. hãy cẩn thận và suy xét ý tưởng của ta trước khi nói. vì thế để nói ra một điều gì đó mà ta muốn tránh được tội lỗi trong sách tu đức dạy ta ba điểm sau. Thứ nhất, đó là nói trong sự thật. Đó là có sao nói vậy, có thể nói có, không thể nói không, không thêm, không bớt. Điều này thật khó và không cương bà và anh chị em. Vì ta thường thích diễn tả và nhiều khi diễn tả quá sâu, hóa ra mất đi sự thật của câu chuyện. Hay nhiều khi chúng ta muốn nói thật là nhiều để cho người khác biết rằng tôi là con người hiểu biết tôi là người chứng giám sự kiện đó và cuối cùng ta lại nói sai sự thật điều kế tiếp đó là nói trong xây dựng là với ý tưởng tốt của ta đó là xây dựng để được tốt hơn chứ đừng nói ra để chà đạp hay phá đổ mối tương quan Và điều cuối cùng đó là nói trong lòng mến. Nghĩa là trong lòng ta phải có đức bác ái, khi ta trình bày một sự kiện hay một việc gì đó cho người khác nghe. Hãy có lòng mến khi nói chuyện, khi đối xử với nhau. Nếu trong một gia đình mà giữ được ba điểm này, quả thực họ rất hạnh phúc. Nhưng nếu thiếu một trong ba điểm trên, tốt hơn ta không nên nói. Vậy còn việc làm thì sao? Việc làm hay hành động của ta có bác ái hay không? Có bao giờ chúng ta giúp đỡ nhau để nhận ra Chúa trong cuộc sống thứ nhất, hay việc làm của ta lại là cớ cho người khác vấp phạm? Làm cớ vấp phạm là một tội mà chúng ta ít ai để ý khi ta đi xin tội, mà tội này thì rất nặng như lời Chúa nói, thà cột cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển, còn hơn là để nó làm cớ cho người khác vấp phạm. Việc làm hay hành động trong lòng mến sẽ giúp ta ý thức được sự lựa chọn và cân nhắc xem việc nào tốt nhất cho ta và cho những người xung quanh khi ta làm trong lòng mến, sự bình an và niềm vui sẽ đến với ta. Để gặp gỡ Chúa trong cuộc đời, cách riêng là vào ngày cuối đời của ta, thưa quý ông bà và anh chị em, ta đã sẵn sàng chưa? Ngay lúc này đây, tư tưởng, lời nói và việc làm của ta có thực sự có Chúa chưa? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài và dứt khoát cậy trông và phó thác vào tim mừng của Ngài rao giảng. Vì chính Thiên Chúa là người che nhân ái, hằng chăm sóc con cái người trong từng hoàn cảnh dù bất cứ hoàn cảnh nào. Vì Chúa Giêsu nói dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Nghĩa là Chúa đã đếm cả rồi. Chúa quan tâm, Chúa săn sóc. Vì vậy, hãy cậy trông phó thác nơi Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu ta thuộc về Chúa, thì sự chết chẳng còn làm ta sợ hãi như lời Thánh Phaolô xác quyết. Sống là Đức Kitô, mà chết là một mối lợi. Bởi vì khi ta có Chúa là ta có tất cả dưới ánh mặt trời thưa quý bà và anh chị em tất cả đều là phù vân sách giảng viên dạy ta như vậy tất cả đều có thời của nó một thời để chào đời một thời để lìa thế phù vân quả là phù vân một thời để xây dựng những ngôi đền thờ thật nguy nga tráng lệ cũng có một thời để phá đổ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào dưới ánh mặt trời tất cả đều là phụ vân vậy thưa quý bà và anh chị em cuộc đời này còn gì để đáng sống thưa còn còn nhiều lắm đối với những người công giáo thì con người chúng ta còn có một ý nghĩa cao siêu hơn như những gì chúng ta đang sống như những gì chúng ta đang nghĩ Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của thánh thần sao? Mà thánh thần đang ngự trong anh em là thánh thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa. Đền thờ vật chất có đó rồi sẽ chẳng còn hiện hữu. Nhưng đền thờ là thân xác của ta đây Là đền thờ của Thánh Thần Sẽ tồn tại mãi trong đời sau Nếu chúng ta có Chúa ở đời này Nhưng chúng ta có ý thức được điều này không? Hay ta cứ nhầm tưởng là ta có quyền quyết định về thân xác của ta? Muốn làm gì thì làm Thân xác của ta do ta quyết định mà thưa không phải thế giới trẻ ngày nay đã từng hiểu lầm nghĩ sai và họ đã đánh mất ý nghĩa đích thực của thân xác họ nghĩ rằng thân xác của họ là họ muốn làm gì thì làm nên họ không coi trọng và gìn giữ thân xác mình cho đúng mức thân xác ta đời sống ta thật đáng sống vì là hình ảnh của thiên chúa là đền thờ của thánh thần ta không chỉ sống ở đời này để hưởng những gì tốt đẹp nhất mà thiên chúa ban cho ta trong vũ trụ bao la này mà còn là sống làm sao đó để đền thờ của thánh thần được tỏ hiện ở nơi thân xác ta bởi vì thân xác ta còn là được chính chúa cương ngụ trong tâm hồn ta nữa đời sống con người và đời sống thần linh luôn được quyện lấy nhau như là chúa tạo dựng không muốn rời bỏ ta ngài yêu thương ta ngài tạo dựng ta và ngài tiếp tục yêu thương và ngài muốn đến ở với chúng ta còn ta lại cứ buông lơ ngài hôm nay trong tháng các thánh là những người đã được chọn Chúa và đã chọn Chúa trọn vẹn trong cuộc sống của mình và giờ đây đang hưởng hạnh phúc trên quê trời. Tháng 11 này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các đấng linh hồn là những người đã không chọn Chúa cách hoàn hảo nhất nên giờ đây đã phải chịu thanh luyện và đang cậy nhờ vào lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta để mong sớm được đoàn tụ cùng các thánh trên nước trời. Còn chúng ta, chúng ta có muốn chọn chúa như các thánh để được hưởng nước trời hay không? Hay ta muốn chọn như các đẳng linh hồn là chịu thân luyện trong đau khổ tùy theo lòng mến ta đang sống? Và sợ hãi nhất đó là nếu như ta không chấp nhận có chúa trong cuộc đời, thì cả đời này ta đã chịu đau khổ về cả cả đời sau và mãi mãi ta cũng sẽ không có Chúa. Nơi đó, ta sẽ chịu đau khổ mãi mãi. Xin đừng sống như không có Chúa từ quân bà và anh chị em, nhưng hãy chọn sống lời của Chúa bằng rơi gian yêu thương của Chúa và để cho thánh thần Chúa ngự trì trong thân xác ta và tâm hồn ta ở đời này thì đời sau thánh thần chúa sẽ chọn và đưa ta về hưởng nước trời lạy chúa chính chúa là tình yêu và là sự sống nguyện xin tình yêu thiên chúa luôn là cùng đích của cuộc sống của con và là hạnh phúc của con xin chúa ở lại với con xin ngài đừng xa con vì đường đời gian nan hiểm nguy xin ở lại với con vì con cần chúa ở bên đường đời dù lắm trông gai cho con luôn trông cậy nơi ngài amen trường làm dân đam Ngài ơi cho con trông cây thành tâm với Chúa nhân lành lạy ngài xin ở, với con. Xin, ở với con. Ơi, xin ở lại với con xin ở lại với con Chúa ơi xin ở lại với con xin ngài đừng xa con đừng gian nan hiếm nguy xin ở lại với con vì con cần chúa ở bên nhọc nhằn đời lắm trong gai cho con trong cây đình

lối bước của ngài soi vào lòng trí con tình yêu bao dung nhân hậu xin dìu bước con đi thành tâm chung kiên theo ngài dù cho sức con hao mòn lạy ngài xin ở lại với con với con Chúa ơi xin ở lại với con Xin Ngài đừng xa con Đường đời gian nan hiểm nguy Xin ở lại với con Vì con cần Chúa ở bên Nhọc nhằn đời lắm trông gai Cho con trông cậy đến ngài ở lại với con vì con cần chúa ở bên nhọc nhằn đời lắm trông gai cho con